tủ lạnh Samsung Bespoke mới. Đặt mua ngay.
Facebook mới, đặt mua ngay. Xin mời cảm nhận từ hội đồng cố vấn ạ. Cho em người mới đi. Nhiều điều chất chứa muốn nói. Không phải chị Min rồi. Và đây là một bài hát cực kỳ tình cảm. Và cái người mà có thể thể hiện ra được cái sự tình cảm một cách đầy từng trải này không thể nào là một người trẻ. Đúng, rất là hiếm khi một người trẻ có thể thể hiện vậy. Em nghĩ là cái người này không phải là người mà chuyên đơn ca nhiều đâu. Cái người này đã rất có kinh nghiệm chơi với ban nhạc và làm việc với top hay là bè bối rất nhiều rồi, chứ không chỉ là một người chuyên đi hát đơn ca. Wow, uy tín quá, em cảm thấy uy tín, em phải ngồi sát lại. Tại sao lại có ý nghĩ đó? Tại vì cái cách mà chị ấy nhấn nhả cùng với lại ban nhạc. Em biết là ban nhạc đã dựng và tập bản phối này với chị rất nhiều rồi, nhưng có những cái đoạn feel ấy, em nghĩ là cái lúc vừa nãy chị rất thăng hoa và mỗi lần feel sẽ là một lần khác. Phải là một người có cái trình độ, sự chuyên nghiệp và từng trải để có thể điều khiển được cái bản lĩnh đấy. Cảm âm tốt. Đó. Và nhất là cái phần khi mà chị head voice lên ở cái đoạn gian tấu ấy, cái đấy là hoàn toàn rất học hành. Rồi, em vẫn chưa có thể nghĩ ra được cái này có phải chính xác 100% cái người em đang nghĩ hay không, nhưng mà cho chị nghe 3 option em cảm thấy gần với cụ tâm nhất nhiều đấy. Một, nhiều khi còn chưa ra được đấy. Tại vì ngày xưa em rất hay nghe nhạc của mấy anh chị mà chưa. Hồi đấy là nhạc nhẹ miền Bắc luôn. Đúng ấy rồi. Như kiểu anh Đỗ Bảo. Em nghĩ là chị này sẽ phải hát một bài gì đấy của anh Đỗ Bảo rồi. Có không ta? Không biết vì sao anh lại không liên tưởng đến nhạc của Đỗ Bảo. Anh Đỗ Bảo anh diễn tả cái tình cảm âm nhạc của ảnh nó rất là nhiều cái trạng thái khác nhau. Nhưng mà đa số ảnh nói về cái sự chiêm nghiệm của cuộc đời, nhưng mà sau khi đã nhận ra vấn đề. Còn giọng của Cuốn là hợp cho những cái loại nhạc mà khi con người đó đang ở trong vấn đề. Cuốn sẽ rất hợp với rock, rock ballad hay là R&B buồn. Không phải, nhạc của bác Dương Thụ cũng có thể là một màu sắc. Thậm chí là nhạc của Vũ Thành An hoặc là nhạc của Từ Công Phụng. Và những cái âm nhạc mà ngay cái khoảnh khắc mà khi nó xảy ra câu chuyện thì đang sống lại cái khoảnh khắc. Đúng rồi, cái độ đau nó vẫn còn ở đó. Thì anh nghĩ là sẽ hợp với chị hơn. Càng vòng sau Cún càng làm cho em bất ngờ. Và em rất yêu cái cảm giác bất ngờ đấy. Em rất thích là kiểu mỗi một vòng Cún sẽ mang ra một cái khía cạnh màu sắc khác nhau của mình ra để chiêu đãi cho khán giả. Và em sẽ kiểu giống như gọi gì, ăn omakase. Omakase nhá, cho gì ăn đấy. Cún ơi, vì sao hôm nay Cún lại chọn bài Nỗi Đau Định Cư Ngự Trị này vậy? Nỗi đau sổ đỏ sổ hồng. Cún chọn bài đó là vì tuổi nào chắc là cũng sẽ trải qua. Khán giả vừa nghe vừa hiểu vừa thấm vừa thấu. Các bạn trẻ không quá xa lạ. Mà dùng từ các bạn trẻ là em nghĩ là em đúng rồi đấy. Không, chị thấy các dữ liệu em đưa ra đều hợp lý. Em chỉ chưa đưa được ra cái tên nào cho chị thôi. Hồi nãy mình phải thấy rõ ràng là Cún đẩy cái bài thứ hai vào trong cái đoạn điệp khúc cuối là rất là hợp lý. Bởi vì nó tăng cái độ cao trào lên rất là nhiều. Mà Cún là nên hát những cái bài có độ dằn xé cao như vậy. Tại vì nó rất là hợp với cái, một là màu giọng nha, hai là cái độ nồng nàn của Cún mỗi lần lên sân khấu. Tôi có cảm giác như người này lên sân khấu á, nếu được là bà lột hết cái đống đồ ra bà liền. Một cái người mà người ta là máu lửa. Trông Cún gật gù. Nếu mà được khán giả yêu thương, tốt cho mình thì mình sẽ có cơ hội hát nữa cho các bạn nghe nhé. Wow. Bây giờ sẽ là một manh mối. Buổi diễn đời đời của Cún, xem là Cún trình diễn ở đâu và buổi diễn đó như thế nào. Xin mời manh mối ạ. Và đây nè, là hình ảnh dòng 2 của Cún. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh, càng trông vắng tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi. Bữa đó hát Em Gái Mưa. Đây chính xác là chương trình để đời của Cún. Yêu Cún quá. Lần đầu tiên được làm chó. Thương quá. Nè các bạn ơi, các bạn có để ý không? Con người này thật thà tới mức độ không biết nói dối luôn các bạn. Thế như những cái con khác là như con thà mã, nó xéo xác, nó kiếm 80 ngàn câu chuyện, mồm 5 miệng 10.
Còn Cuốn là coi như là hiền tới mức độ các bạn biết không, hỏi từ nãy giờ không biết cách để nói dối luôn, coi là thật thà đó. Cái bà này chắc ở nhà mà biểu bà nói dối chắc cực hình đó. Đây là đang cực hình đây, anh đang phải giấu bản thân mình đây này. Đấy, cái đêm hôm đó thật sự là không những chị Cuốn đâu mà mọi người đây đều xúc động. Bởi vì cái mà chúng ta thấy trên sân khấu á, là những cái người nghệ sĩ khi mà họ được đặt để vào đúng cái chỗ mà họ muốn có cái loại cảm giác đó từ rất lâu rồi, nhưng mà vì một lý do nào đó cái điều đó chưa xảy ra. Thì ngay The Masked Singer, ánh sáng, âm thanh với một ban nhạc quá xịn và một cái bài hát hay như Em Gái Mưa, khán giả ở đây thì lại rất là nhiệt tình. Mọi thứ nó xảy ra cùng một lúc, cái tự nhiên lúc đó cực kỳ xúc động. Đúng không Cun? Tuyệt vời lắm ạ. Cun nói chuyện đơn giản nhưng mà rất là dễ thương nhá. Mọi người sợ là Cun xúc động quá rồi Cun để lộ nhiều hint. Cun không biết nói dối. Không ấy cho gửi mail được không? Em nghĩ gửi mail, chứ đặng như Hà Mã thì dẫn luôn em đi chỗ khác luôn đó. Đó. Với những cái manh mối thế này thì bây giờ em đang cần có với khách mời chốt lại về danh tính của Cun. Bây giờ thế này, để cho giữ được cái danh dự bao năm là người bấm mấy nghìn người của Khắc Hưng, tôi đề nghị em ghi tên người em nghĩ vào giấy gửi cho ban tổ chức. Đây em xé một mẩu cho em. Xé mẩu. Cho ngăn bàn nhá. Đây. Liếc nhẹ. Mọi người ơi, mọi người ơi. Sao lại cười bạn như vậy? Bài, nộp bài. Hết giờ thay đổi, không được thay đổi nữa. Rồi, nộp bài. Tưởng thế nào? Nộp bài nhá. Đây là của Khắc Hưng. Sai đúng không? Chị không biết. Nếu đáp án của em đúng, bọn tôi đâu có nhiệt tình đến như vậy. Mặt bọn tôi tái dại đi ngay. Hay. Nhưng cũng chưa chắc là hội đồng cố vấn xuyên suốt chương trình là đúng nha. Đôi khi họ cũng dự đoán sai nhiều. Anh ơi, đây là cái nhân vật duy nhất mà em chỉ cần thiếu một lời thề thôi là em là như năm ngoái đấy. Đừng thề nữa tiền ơi. Thôi chứ em đâu có dám thề nữa. MC. Dạ. Em đang yếu ớt lắm. Bị đỡ áo đen, hỗ trợ tôi, hộ công cuốn vào trong.